Rồi, chào anh em ha. Em giao lưu anh em giao lưu với anh em một con lộng vòng ha, lộng vòng ba bánh đà, à, ban sau ha, hàng nội địa Nhật nha. À, con rất đẹp nha anh em, em quen vòng cho anh em xem ha. À, cái bàn này chỉnh nghiêng được nha anh em, đây dưới đây nó có hai ngóc mà mở ra là chỉnh nghiêng cái bàn này được ha. Cái đòn này giờ chỉnh lên xuống được ha, để anh em cắt dày mỏng ha. Con này cắt dày từ tối đa là 9.4 cm nha nè. Đó, 9.4 cm ha. Em giới thiệu thông số ha. Con lộng vòng này điện 100V ha. Công suất là 280W ha. Dòng tua của nó là 2.700 vòng. Dòng tua nó là 2.700 vòng ha, zin 100% hết ha, mới 90%. Cực kỳ đẹp ha. Đó. Rồi em test máy ha. Cắt siêu ngọt luôn anh em ha, rất ngọt ha. Rồi con này em giao lưu với anh em giá là 3.500.000 ha. À quên, hầu sâu 30 nha anh em. Cái bàn đặt phôi của nó là 29x29 ha, bàn vuông ha, 29x29, hầu sâu 30, chiều cao của máy là 53 ha. Cao của máy là 53. Cái này cắt sâu được 9.4 cm. Rồi. 3.500.000 nha anh em.